Hôm nay mình gửi đến các bạn cái clip video lựa vanda cho khách. Cái dải vanda này trồng rất là đẹp, khách đặt nhiều màu thì mình lựa được khoảng 8 màu, thực sự là 10 màu cũng được các bạn. Thì mình quay mấy cái màu mình lựa ha. Đây là cái tím cà, đây, tím cà, cây nó như vậy. Rồi đây là cây đốm, cây đốm mà dạng tím, hai màu. Cây này tím đậm, khách lấy rồi. Rồi cây này cũng dạng tím. Rồi cây bự đẹp ha. Rồi cây này cây hồng. Lá dài. Ở dưới nó đỏ nha các bạn. Đây nè, đây chỗ này nó đỏ nè, như trên đây nó tím hồng nè. Chứ nó không có đỏ đỏ như là đỏ cờ nha. Cây này là cây vàng. Cây vàng bông bự này cũng nhiều lúc phải nở lấy, tức là từ nãy giờ các bạn thấy nó chỉ có 2-3 bông thôi. Thật sự là như vậy, là do là mình phải như vậy nó mới biết là màu các bạn đó, chứ còn mà lấy nụ thì thôi bao la nhưng mà khó lắm. Đây cây này cây vàng đốm đậm đó, mà cây đẹp luôn. Mình cứ lựa bông thôi, chứ mình không có chơi lá thì cũng được luôn. Thí dụ như bây giờ cũng có nhiều khách là lựa bộ lá, ví dụ như là nãy là lựa bông đúng không, bây giờ lựa lá nè. Đây là một cái tạc lá nè, các bạn coi nè. Rồi cái tạc lá này bạn thấy nó khác không? Nó ngắn nè. Đó. Hai cái cây này là nó bự này kia nè, nhưng mà nó khác hoàn toàn nè. Đó, các bạn coi nè. Ha. Đó. Rồi cái lá này các bạn thấy nó khác nữa không? Nè. Đó, ba cây. Đó. Rồi lá này nó cong xuống nè, lên nó cong xuống nè. Bốn cây. Đó, nhiều lắm các bạn. Đây, cái này blue chắc luôn. Đó, nè, lá ngắn nè, năm cây. Đó, nhiều lắm. Rồi những dạng cây màu vàng rồi, hay là lựa nụ, có nhiều hình thái lựa quá. Ví dụ đây khách muốn lựa nụ mà khác lá khác màu được luôn. Đây nụ một thằng đó, rồi nụ ở trong đây là bạn thấy nó khác nhau, thấy không đó. Rồi qua bên đây, bên đây là tím đậm hơn nè đó, rồi nụ nè đó. Nhưng mà nụ này là không chưa biết nha, mình lựa nụ và khác lá thôi, nó chỉ vậy thôi. Còn này nó một cái dạng tím mà nó có đỏ đỏ trong đây nè. Đó. Đây là này tím, cái nụ tím đỏ son, tím đẹp luôn nè, nhưng mà không biết nha. Nó là có, bởi vậy nếu mà bông thì nhiều lúc không có bông đẹp, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ khác nhau. Tùy theo, ví dụ đây là nguyên vàng nụ nè. Đó, nguyên vàng nụ. Còn cái vàng kia là vàng lá, rồi cái vàng nở rồi, tức là vanda mà dạng treo như vậy. Thì chúng ta có thể chơi ba cái kiểu hình thái khác nhau về lựa cây. Có nhiều khách là mua 10 cây, 20 cây hoặc là 5 cây. Thì mình cứ lựa như vậy để họ chơi. Nó có sự đa dạng. Quan trọng là cây phải đẹp, lá chân còn giữ, cây khỏe, mạnh, mập, chứ không có bệnh, yếu. Như mấy cây này không có lựa nha. Mấy cây này không có lựa nè các bạn. Mấy cây này là dẹt rồi. Mấy cây này là nó bị lỗi rồi. Đó. Mấy cây mà nó đã bị là không có lựa. Đó, như vậy là không có lựa nè, hư nè. Cái cây mà nó xấu nè. Để các bạn thấy không? Đó, xấu nè. Nhìn dễ biết lắm. Thì vanda cũng là một cây đẹp của thế giới. Nó có thể gọi là một cây cực kỳ lâu tàn luôn. Nó một cây chúng ta có thể chơi. Thì cũng có nhiều khách hàng để chúng ta có thể mua sưu tầm. Có gì cứ liên lạc bên kênh Mai Quy Minh theo số điện thoại ở trên kênh. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn, xin chào các bạn.